Đấy, giờ biết là ui dù chỗ này dã man chưa, anh em mình sẽ sâu gần cho anh em rất nhiều mối rồi. Anh em thấy nhiều mối chưa? Đấy. Xin chào anh em ơi, ở trong video này mình sẽ chia sẻ với anh em cách diệt mối cơ bản, ngắn gọn dễ hiểu để anh em dễ dàng thao tác nha. Ok, let's Đây anh em mình sẽ hướng dẫn trên thực địa cho anh em dễ hiểu nha. Đây là một cái gia đình bị mối mà mình đã xử lý đây anh em. Đấy, anh em có thể thấy là mối nó ăn ở phía dưới nền gạch này. Anh em nhìn thấy mối chưa? Đấy, mối nó thò đầu ra rồi. Đây mình sâu bên trong. Đấy. Rất nhiều mối. Gia đình này mới chớm bị mối đây anh em. Chưa ăn nghiêm trọng lắm. Nên là mình xử lý nó cũng dễ anh em nhé. Đấy, nó mới chỉ ăn ở cái khe gạch này thôi. Nó chùi lên. Mình kiểm tra bên trong nhà không có mấy. Chủ yếu là chỗ này. Thì bước đầu tiên anh em xử lý muối thì anh em cần phải có những cái hộp nhựa muối. Anh em xả dưới vòi nước cho mình như thế này. Anh em xả dưới vòi nước cho anh em dốc hết nước đi nha. Đấy. Tiếp theo anh em đặt hộp nhựa muối vào những cái nơi mà muối xuất hiện nha. Anh em áp cho mình cái mặt mà có khe nổ ấy, vào cái những cái chỗ mà muối nó xuất hiện. Để muối nó dễ dàng tiếp cận với hộp nhựa thì nó sẽ vào ăn nhiều hơn anh em nhé. Như đây nó xuất hiện ở phía dưới nền nhà thì mình sẽ úp cái mặt có khe nổ xuống dưới nền nhà nhé. Đấy, sau khi mình đặt hộp nhựa xong là nó như thế này. Thì để cẩn thận hơn anh em cần phải chèn cho mình những cái hòn gạch xung quanh hộp nhựa nhé, tránh nó di chuyển nhé. Tiếp theo anh em kiếm cho mình cái bao tải hoặc là cái tờ báo để anh em che kín cái hộp nhựa đi, thì muối nó sẽ vào ăn nhiều hơn anh em nhé. Muối nó rất ưa tối và ẩm. Sau khi anh em đặt hộp nhựa xong rồi thì anh em đợi một tuần nhé, để cho muối nó có thời gian nó vào hộp nhựa nó ăn, để một tuần sau chúng ta sẽ đến chúng ta xịt thuốc nhé. Như vậy là đã được một tuần đây rồi anh em. Bây giờ mình sẽ đến kiểm tra cái hộp nhựa muối để xem là muối nó vào nhiều chưa để mình xịt thuốc nhé. Đây. Đất này anh em này, đất nó đùn ra dã man chưa này. Đất nó đùn ra tận bên ngoài của cái tải này. Anh em thấy dã man chưa? Thì bây giờ mình sẽ giữ cái bao tải này ra để mình tiến hành xịt thuốc nhá. Trước khi giữ cái bao tải ra thì anh em cần chuẩn bị cho mình là một chai thuốc BMC90 này. Anh em nắp kỹ nó đi, sẵn cái nắp ra nhá. Trong tư thế là sẵn sàng để xịt thuốc nhá. Nếu anh em nào mà muốn xịt thuốc ra cho nó tơi nó đều thì anh em kéo cho mình một cái ống nhựa, anh em cắm vào cái đầu vòi của chai thuốc BMC90 nhá. Thì anh em xịt thuốc nó sẽ tơi và nó đều hơn. Ok, công tác chuẩn bị đã xong, bắt đầu tiến hành nhá. Đây anh em này, bóc ra rất nhiều muối này. Đấy. Anh em thấy nó đất nó đùn dã man nào. Một tuần mà nó đùn được cân đấy đất này. Quá khủng khiếp. Rồi giữ gạch ra. Đấy, anh em này. Anh em xịt cái lượng thuốc vừa phải đấy nha, tránh để muối nó chết tại chỗ là nó không bò được về tổ nhá. Anh em xịt như mình đấy. Đấy. Ví dụ nó ăn dã man rồi. Đấy, anh em cứ xịt vào cái điểm tiếp giáp trước. Sau đấy anh em mới bóc cái hộp nhựa muối ra anh em xịt sau. Đấy. Những chỗ tiếp giáp cửa hàng anh em xịt trước, xịt vừa phải thôi để tránh là em bịt cửa hàng là muối nó không bò về tổ anh em nhé. Đấy, giữ hết là ui dồi chỗ này dã man chưa anh em. Mình sẽ sâu gần cho anh em rất nhiều mối rồi. Anh em thấy nhiều mối chưa? Đấy. Giờ đấy. Xịt tiếp. Đó. Tiếp theo anh em đặt từng lớp của hộp nhựa muối ra, anh em xịt thuốc vào nhé, để cho tất cả các con muối bên trong hộp nhựa nó bị dính thuốc nhá. Càng nhiều con muối bị dính thuốc càng tốt, thì muối nó sẽ bò về tổ, nó đàn động, nó diệt cả đàn. Đấy. Sau đó anh em lại đặt nhẹ nhàng lại về chỗ cũ, đặt nhẹ nhàng thôi nhá, tránh muối nó chết tại chỗ nhá. Anh em thấy muối nhiều không? Tiếp tục các hộp nhựa muối khác. Đấy. Hộp nhựa muối này rất nhiều này. Rồi anh em lại đặt lại về chỗ cũ. Tiếp tục các hộp còn lại anh em nhé. Như vậy là công tác xịt thuốc đã xong anh em. Anh em lại đặt lại về chỗ cũ. Đấy, như vậy là công tác xịt thuốc đã xong. Thì bây giờ anh em sẽ đợi một tuần để cho muối nó có thời gian nó bò về tổ nhá. Nó mang cái độc trên người nó bò về tổ, nó lây độc cho con muối chúa và lây cho những con muối khác để nó tiêu diệt cả tổ nhá. Một tuần sau là chúng ta đi kiểm tra là thành anh bạn thì chúng ta biết ngay. Đây một tuần sau rồi đây anh em. Bây giờ mình sẽ đến kiểm tra để xem muối nó đã hết chưa nhá. Đặt cái bao tải ra. Anh em có thể thấy là đất nó rất là khô rồi nhá. Mở hộp nhựa muối ra. Anh em có nhớ là trước mình xịt thuốc hộp nhựa muối nó rất là ẩm. Mà bây giờ hộp nhựa muối đã rất là khô rồi này anh em. Đấy. Khô này là muối đã về tổ hết rồi anh em. Chết hết rồi. Không còn xuất hiện con muối nào. Hộp nhựa muối khá là khô, đất khá là khô rồi. Đấy, anh em. À, chỉ có một hai con muối bị chết đây rồi. Còn đâu là về tổ hết rồi anh em nhé. Chết hết rồi. Anh em có thể thấy muối chết không còn con nào nhé.
không còn xuất hiện mối ở chỗ này nhá. Chỉ còn một hai con mối chết ở chỗ cửa hàng này. Nó không về kịp. Đấy, như vậy là thành công rồi anh em. Tổ mối đã bị tiêu diệt 100%. Anh em có thể kiểm tra kỹ. Không còn mối luôn. Đục hết ra. Không thấy còn mối nào, ok. Đấy, như vậy là một quy trình diệt mối đã xong anh em. Như vậy là tổ mối đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Tiếp theo để cẩn thận hơn thì anh em cần xử lý thuốc phòng mối cho gia đình nhà mình anh em nhé. Bởi vì hàng năm là đến cái mùa mà mối sinh sản ấy, nó tách đàn khoảng tháng 4, tháng 5 thì mối nó sẽ tiếp tục bắt cặp với nhau. Nó lại chui xuống nền nhà anh em, nó tạo tổ mới. Nó lại xông lên nó phá nhà anh em. Thì anh em cần xử lý thêm thuốc phòng mối để bảo vệ nhà cửa anh em tốt hơn anh em nhé. Thì những cái con mối mà nó bắt cặp với nhau, nó chui xuống nền nhà mà nó gặp phải cái thuốc phòng mối này nó sẽ chết nhé. Nó sẽ không thể tạo được tổ mới. Thì đây là mình đã chuẩn bị sẵn chai thuốc phòng mối đây anh em. Anh em tưới vào tất cả các vị trí mà anh em cần phòng mối. Anh em tưới từ từ để cho thuốc nó ngấm vào tường, ngấm vào nền. Anh em tưới nhanh là nước sẽ tràn ra bên ngoài. Nếu nó tràn ra thì anh em đợi một lúc để cho nó hút bớt vào, rồi anh em lại tưới tiếp. Những chỗ nào không bị mối mà anh em cần bảo vệ thì anh em cũng tưới cái thuốc phòng mối này vào nhé. Thì bảo vệ kỹ hơn để tránh sau này mối nó quay lại nó tấn công nhà anh em nhé. Anh em tưới kỹ cho mình. Anh em càng làm kỹ thì cái hiệu quả nó càng lâu dài nhé. Đấy, như vậy là vừa xong mình đã chia sẻ với anh em một quy trình diệt mối cực kỳ đơn giản. Anh em có thể tự thao tác tại nhà. Anh em chỉ cần mua cái thuốc diệt mối BMC90 như trong video của mình và cái thuốc phòng mối MapBoxer về là anh em có thể tự diệt mối vào phòng mối cho gia đình nhà mình. Nếu anh em nào mà không tìm mua được cái thuốc diệt mối BMC90 thật như trong video của mình thì anh em có thể liên hệ mình theo cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình thì mình sẽ cung cấp cho anh em nhé. Một cái nọ thuốc diệt mối BMC90 thật này anh em, mình cung cấp với anh em là giá là 300.000 một cái nọ BMC90 này, đã được tặng 4 hộp nhử mối anh em nhé, để anh em sẵn sàng sử dụng luôn. Đấy. Tại sao mình lại nói là thuốc BMC90 thật anh em? Bởi vì trên thị trường có rất nhiều thuốc giả. Đây anh em, như đây là hai chai thuốc giả đây anh em. Thì video sau mình sẽ hướng dẫn anh em cách phân biệt nhé. Đấy. Một nọ thuốc BMC90 thật này 300.000 nhá anh em nhé, đã được tặng 4 hộp nhử mối này anh em. Ngoài ra mình sẽ tặng kèm cho anh em thêm là hai gói thuốc diệt rán siêu hiệu quả anh em. Thì sau khi anh em diệt mối xong thì anh em cắt hai gói thuốc diệt rán này ra. Sau đó anh em đổ vào cái vỏ chai thuốc BMC90 mà anh em đã dùng hết đây rồi anh em nhé. Rồi anh em đậy cái vòi lại. Anh em xịt vào tất cả các chỗ mà rán ẩn nấp cho mình. Thì 5 phút sau rán sẽ chạy ra và chết sạch luôn anh em. Như anh em thấy trong video đây, cực kỳ hiệu quả anh em nhé. Đấy, anh em mua một mà được hai luôn. Vừa diệt được mối và vừa diệt được rán anh em nhé. Như vậy là vừa xong mình đã hướng dẫn với anh em toàn bộ quy trình diệt mối và phòng mối tại nhà anh em nhé. Thì anh em cứ căn cứ vào cái hướng dẫn của mình mà anh em mua thuốc về anh em tự diệt anh em nhé. Nếu như anh em nào mà có nhu cầu đặt mua cái bộ thuốc diệt mối BMC90 của mình thì anh em hãy liên hệ mình theo cái số điện thoại đang hiển thị trên màn hình nhé. Giá một bộ thuốc diệt mối BMC90 mình cung cấp đến anh em là 300.000 nhé. Bao gồm một chai thuốc BMC90 này, 4 hộp nhử mối này, một đầu xịt phụ này, tặng kèm thêm hai gói thuốc diệt rán. Ngoài ra thì mình có đính kèm thêm một cái tờ hướng dẫn sử dụng đây để anh em tham khảo và dễ dàng thao tác nhé. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sau. See you again.